Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của Đức Hùng TV. Và hôm nay là ngày bao nhiêu rồi anh em? Hôm nay là thứ hai, ngày 20 tháng 1 năm 2020. Và cũng là hôm nay là ngày 26 Tết. Thì trên video ngày hôm nay thì mình còn một số máy gửi tất cả quý vị và anh chị. Thì hôm nay ở trên bàn mình còn toàn là hàng ngon thôi nhá. Hôm nay sẽ không còn máy rẻ rẻ một xíu, thì mong anh chị thông cảm. Thì những chiếc máy ở trên bàn mình này chỉ chốt cho các bạn ở tỉnh miền Bắc thôi nhá. Hoặc là những anh chị nào như Hải Dương, Nam Định gần, hoặc là có nhà xe nào quen thì bảo mình gửi hàng ship ra cho các bạn, để các anh chị lấy để về thái Tết nhá. Mong các anh chị thông cảm, đặt hàng sớm, liên hệ sớm giúp cho mình, để có một cái Tết chụp ảnh selfie những bức ảnh rất là đẹp cùng bạn bè người thân. Và chúc cho các bạn ai đi làm xa thì có một cái Tết, về Tết ấm no, hạnh phúc cùng bố mẹ, ông bà. Có ông bà thì càng tốt, còn như mình thì cũng ông bà thì cũng mất hết rồi. Thì còn chúc cho những ai đang yêu, đang tìm hiểu một cô gái nào đó thì cũng may mắn và được những người đó gật đầu một cái đồng ý. Và có thể sang năm ăn Tết xong thì các bạn có thể tiến tới hôn nhân như những điều mong muốn và các bạn trẻ đang mong muốn trong hiện tại bây giờ. Đó. Thì trong video ngày hôm nay thì mình có một số sản phẩm gửi tới cho các bạn. Ví dụ như iPhone X này, vỡ kính đây, màn hơi xấu một tí, giá 6 triệu XXX. Rồi, chiếc Samsung này giá 2XX. Chiếc Samsung A50 vẫn còn bảo hành nhá, A50 này, vân tay trên màn hình luôn nhá. Đó, giá cũng 3X, lớn một tí. Chiếc 7 Plus Zin, Zin phẩy đẹp, Zin phẩy nhá, giá hơn 6 triệu một xíu. Chiếc Oppo A9 2020 nhá, đây. A9 2020 này. RAM 8 này, bộ nhớ 128GB này. Máy vẫn đẹp keng nhỉ, vẫn còn bảo hành rất là dài. Phẩy xíu rồi. Đây các bạn. Đấy. Đánh rơi chả phải phẩy đâu. Nó phẩy xíu thôi. Đây. Đó các bạn. Giá cũng tầm 4XX. Hay chiếc 6 Plus. Vỏ phẩy 6 Plus này. Cho đặc trưng giới thiệu này, 6 Plus này, 128GB này, bản VN này, giá hơn 3 triệu thì một xíu này. Hay là chiếc iPad 4 này, chiếc iPhone 7 này, chiếc 5SE này, chiếc Redmi này, iPhone 6S Plus này, chiếc 5C này, iPhone 4S thì còn một cây này. Ok, thì cho mình xin phép gửi tới tất cả anh chị ở đây. Thì cho mình xin phép mình like từng chiếc một nhé, để cho mọi người cùng yêu thương. Đầu tiên là chiếc iPhone X. Chiếc iPhone X thì vân tay mặt đếc đầy đủ nhá. Đây các bạn nhìn này. Rồi. Đó. Rồi ok, mở rồi. Màn thì nó hơi bị ám nhẹ một xíu. Màn hơi ám nhẹ nhá. Màn hình thì hơi ám nhẹ và mất nứt một cái xíu kính đây. Bán cho các bạn giá là 6 triệu 700. Màn... bán cho các bạn 6 triệu 600 nhá. 6 triệu 600 nhá, màn hơi nứt kính xíu. Bán thanh lý cho các bạn giá 6 triệu 600. Màn hơi ám và viền vỏ thì ok. Máy cũng đã từng tháo ra rồi, như là mình test ok. Bảo hành cho các bạn liên hệ sớm để đặt hàng nhá. Thì chỉ ship cho các bạn hoặc là vòng quanh Hà Nội nào, gần vòng quanh khu vực nội thành thì mình sẽ ship. Còn nếu mà xa khu vực nội thành thì mình sẽ ngừng ship nhá. Mong anh em thông cảm. Liên hệ đặt hàng thì gọi sớm cho mình. Được chưa ạ? Rồi men vỏ các thứ, hình thức vỏ thì cũng tạm tạm. Còn vỏ thì 97.8%. Còn pin đây, mình vào pin này. Chiếc iPhone X vân tay đầy đủ này. Pin 94%. Pin 94% nhé, các bạn chơi game thì thoải mái. Giá 6 triệu 6. Còn sạc nữa các bạn thêm mình 200 nữa là 6 triệu 8 nhé. Liên hệ sớm cho mình 0966 931693, 0816 836789. Đó là chiếc iPhone X. Đó các bạn nhìn thấy chưa. Viền thì ok nhá. Và các bạn cho mình hỏi là các bạn đã về quê ăn Tết hết chưa? Một câu hỏi hơi ngoài luồng một tí. Đó, camera rất là nét. Rồi. Rồi ok chưa? Đúng không ạ? iPhone X. Chiếc này chỉ dành cho bạn nào ở quanh Hà Nội chuyển khoản, hoặc là các bạn nào qua hẹn qua lấy trong đầu giờ chiều ngày hôm nay nhá. Và ngày mai thì mình vẫn ra video bình thường. Chỉ chốt cho những bạn nào còn sót lại. Và ngày mai thì mình cũng về quê ăn Tết một ngày, xong có bận, xong rồi chiều mình lại lên. Tối mai bạn nào có thì hẹn qua cửa hàng mình lấy máy nhá. Sáng mai mình về quê, đêm hoặc là đêm nay mình về quê. Trong sáng mai mình lại lên sớm một tí. Nhà mình ở Phú Thọ cách 120 cây, mình đi tí thôi.
Ok anh em, đó là chiếc iPhone X bán giá cho các bạn là giá là iPhone X bán cho các bạn với giá là 6.600.000 và sạc 200 nữa là 6.800.000. Dùng thoải mái anh em nhá. Liên hệ sớm để đặt hàng nhá. Ok anh em. Đây. Like không cần phải nói nhiều, cảm ơn này. Fake ID thì không cần phải. Đây mình test cảm ơn cho các bạn này. Đấy, test cảm ơn hết nhá. Cảm ơn bốn góc nhá. Ok anh em. Đó, ok chưa? Đó là chiếc iPhone đó là chiếc iPhone X đầu tiên của ngày. Đó là chiếc iPhone X của ngày hôm nay nhá các bạn nhá. Chiếc iPhone X đây. Giá là 6.600.000. 6.600.000. Số này chiếc này là 01 nhá. Giá 6.600.000. Hôm nay là video số 12 nhá. Chiếc này là video số 12, giá là 6.600.000. Sạc nữa 200 là 6.800.000. Ok anh em. Rồi, nứt một xíu kính ở góc đây nhá. Ok. Liên hệ sớm để đặt hàng. Rồi, ok, đó chiếc đầu tiên. Chiếc thứ hai mình muốn bán cho các bạn ngày hôm nay. Đó là chiếc 6 Plus. Bản VN 128GB. Vỏ thì mình đã thay rồi nhá. Vỏ hơi chảy xấu xấu thì mình thay cái vỏ cho nó đẹp. Đó, ok. Máy màu trắng. Ok. 128GB nhá, mình bán cho các bạn với giá là 3.300.000. 3.300.000 anh em nhá. Vỏ thay nhá, đa số từ 6 Plus trở xuống thì đa số là vỏ thay hết. Nên là mong mọi người thông cảm. Mình nói giá bây giờ là tình trạng thật luôn. Chiếc này là video số 02 của video số 12. Chiếc này là giá 3.300.000. Vỏ thay này, men zin, màn zin. Đó. Ok. Ai yêu quý thì đặt hàng thì inbox cho mình nhá. Liên hệ sớm 0966 931693. Đúng không ạ? Ok mọi người. Đây camera đây mình chụp luôn. Pin đã thay luôn cho các bạn rồi nhá. Pin kém rồi mình thay pin cho các bạn nhá. Pin này. Tình trạng pin 100% này. Ok. Vân tay đây nhá các bạn nhá. Đó vân tay ok này. Và camera nữa này. Mình cần rất là test rất kỹ cho mọi người xem. Đó, camera nét này. Chụp luôn. Chụp quay lại luôn. Chụp luôn cái camera cho các bạn. Đó, ok, rất là nét đúng không ạ? Giá là 3.300.000 nhá. Ok. Đó, đó là chiếc số 2. Chiếc số 3 mình muốn bán cho các bạn đó là chiếc A9 2020. Chiếc này cũng là mới tinh, đẹp hơn chiếc hôm kia mình bán. Chiếc này mình bán giá nó hơi cao đấy, giá 4.800.000. Khỏe, RAM cấu hình khỏe hơn cả F11 nhá. 4.800.000. Chiếc số 3. Khỏe hơn F11 rất là nhiều nhá. Khỏe hơn cả F11 Pro số 03. Chiếc này này, RAM cấu hình đây, mình cho các bạn xem này. Đây giới thiệu về điện thoại đây. Chiếc này là chiếc Oppo CPH này 1937 này. RAM 8GB, bộ nhớ 128, máy zin, zin phẩy đẹp nhá. Zin 99%. Máy đẹp, camera thì sắc nét lòi luôn. Anh em liên hệ sớm để đặt hàng nhá. Ok, chỉ còn có duy một chiếc duy nhất nhất thôi. Còn ngày mai có hàng hay không thì mình còn phải xem. Vì những ngày mai là còn rất ít hàng đó. Và chủ yếu bạn nào nhận mấy máy thì mình sẽ ship cho. Ok, mong anh em nhận hàng sớm. 0966 931693 nhá. Máy đẹp chưa? Ok. RAM với cấu hình thì ok rồi, không cần phải bàn cãi. Ok anh em. Đó là chiếc số 03. Rồi chiếc số 04 của ngày hôm nay mình sẽ bán cho các bạn với giá là một chiếc cũng mới mới. Đó là chiếc 7 Plus 128GB. Zin phẩy đẹp nhé. 7P 128. Chiếc này là 04. 7P 128. 7P 128GB 128GB nhá.
Chiếc này là chiếc Viro số 04. Chiếc này 04 thì các bạn biết rồi. Chiếc này zin phải đẹp nhá. Các bạn đến kiểm tra không zin thì mình bách tiền cho các bạn luôn. Các bạn nên đến cửa hàng kiểm tra zin camera, zin main, zin màn zin nhá. Giá zin từ A đến Z luôn. Mình đã tháo ra kiểm tra. Chiếc này bán cho các bạn với giá là $6.400k nhá. Mình đây chiếc này mình mua lại được của khách nên là bán rẻ cho các bạn, nên các bạn đừng có chê đắt rẻ gì hộ mình nhá. Giá là $6.400k. Máy zin phải đẹp. Hình thức liên hệ thì các bạn biết rồi. Và các bạn cho mình xin lỗi các bạn là bây giờ hiện tại là thì chiếc này mình bán cho các bạn nhá. Chiếc 7 Flash 128GB này bán cho các bạn với giá $6.400k. Và ưu tiên các bạn nào qua cửa hàng trực tiếp xem hàng hộ mình nhá. Ok anh em, chiếc 04. Chiếc 05 mình muốn bán cho các bạn đó là chiếc Samsung A50. 05 A50 này. Chiếc này bán cho các bạn với giá là 3.900.000. Máy đẹp keng nhá, vẫn còn bảo hành nhá. Máy đẹp keng vẫn còn bảo hành nhá. Đẹp keng luôn, long lanh luôn. Vẫn còn bảo hành luôn nhá. Cho mình xin phép mình nghe máy đi. Alo. Rồi, chiếc này là chiếc Samsung A50. Bán cho các bạn với giá là 3.900.000. A50 các bạn biết rồi đúng không? Vân tay tràn viền, vân tay ở trong màn hình nhá. Ok. Màn này màn AMOLED luôn, Super AMOLED luôn. Giờ màn này rất là đắt nên anh em dùng về cẩn thận. Màn hình thì viền nước thì long lanh luôn này. Không chảy, không xước gì nhá. Đẹp như mới luôn. Đó, 3.900.000 bao gồm cả sạc và phụ kiện. Và mình thông báo luôn là mình không ship hàng nhá. Không ship hàng đâu, các bạn chuyển khoản thì mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Đó, không ship. Xin lỗi các bạn luôn vì hôm nay nghỉ rồi. Chỉ có ai qua trực tiếp cửa hàng thì mua hộ mình. Đó, đẹp long lanh luôn. Rồi, đó là chiếc Samsung A50 giá 3.900.000. Vân tay ở trên màn hình này. Đâu nhỉ? Samsung mình cũng ít dùng. Xem vân tay ở đâu. Vân tay đây. Xem vân tay. Ok. Đó, vân tay này. Đó, vân tay rất là nhạy nhá. Vân tay trước Samsung A30, vân tay ở giữa màn hình anh em nhá. Mình không có hoa tay nên là nó bấm nó rất là chậm. Máy thế nào? Rồi ok. Rồi vân tay thì ok và rất là nhạy anh em nhá. Giá đẹp keng, máy đẹp keng, giá 3.900.000. Liên hệ sớm để đặt hàng nhá. Mình thì ship hàng chủ yếu cho các bạn ở bến Giáp Bát nhá. Mong các bạn đặt hàng sớm hộ mình. Đó là chiếc số 04. Chiếc này số 05 chứ. Số 05, để đây không lại nhầm. Số này số 05 nhá. Ok anh em. Chiếc nữa mình giới thiệu cho các bạn đó là chiếc iPhone 7 giá 3.100k. Và từ like từ video số 10 cơ. Các bạn chốt thế qua trôi ngày hôm qua ngày số 11 xong cuối cùng các bạn không lấy. Thế thôi, mình hôm nay mình đăng lên bán lại cho các bạn giá 3.100k. Thì mong các bạn đến cửa hàng lấy hộ mình nhá. iPhone 7 giá 3.100k. Máy vỏ hơi chảy một xíu. Đó các bạn, hình thức như nào thì các bạn liên hệ với mình. Máy sửa nhẹ một xíu thôi. Giá thì hợp lý bằng con iPhone 6S thôi. Nhưng mà được con iPhone 7 các bạn chơi game nghe nhạc thì cũng rất là ok đúng không anh em. Giá thì 3.100.000. Liên hệ sớm để mình nghỉ Tết nhá. Rồi ok các bạn. Đó, tạm thời chiếc này nghỉ nhá. Ok anh em. Ok. Rồi đó là một chiếc ấy nữa rẻ nữa rồi. Còn thêm nữa chiếc nữa mình muốn bán cho các bạn đó là chiếc iPhone 5SE. Mới về thêm được một cây màu hồng đẹp. Nhưng mà cũng đang hết pin rồi.
giá chiếc iPhone 5 SE này. Chiếc này là chiếc số 06. 06. Giá là 1.900.000. 06 giá 1.900.000 nhá anh em nhá. 1.900.000 nhá. Liên hệ sớm để đặt hàng nhá. Ok anh em, 1.900.000. Ok nhá. 5 SE 1.900.000 nhá. Ok, hình thức thì anh em liên hệ với mình sớm. Ok. 5 SE giới thiệu thêm qua cho các bạn biết. 5 SE nó sẽ ra sau 1 năm. 5 SE 2 năm liền, nó RAM chip của nó là RAM của nó là RAM và ổ cứng là của nó là 6 RAM thì là của 6S. RAM A của nó là 6S. Còn cấu hình với màn vỏ thân vỏ thì là của 5S. Nó chỉ hơi nhau các cấu hình bên trong một tí thôi. Đó, nó giống 5S hết. Ok anh em. Con này mua đắt nhưng mà sửa chữa thì rất là rẻ, trừ khi vào main thôi, chứ còn nếu mà màn của nó thay khoảng tầm 350k là thay màn, các bạn rơi đánh dập thoải mái. Ok, mình không nói là đánh đập rơi nào, nhưng mà nhỡ tay ý, các bạn làm thì màn hình nó cũng rẻ thôi. Ok các bạn nhé. Chiếc nữa mình muốn bán cho các bạn là chiếc Redmi. Redmi gì đây, lâu lâu lại về con này. Chiếc này là chiếc số 07. Số 07. Redmi gì đây? Redmi Note 6 Pro nhá. Redmi Note 6 Pro này, chiếc này thì bán cho các bạn với giá là 2.300.000. 2.300.000. 2.300.000. 2.300.000 nhá, máy đẹp. Hình thức RAM thì là 3GB, bộ nhớ 32GB. Mình hôm nay hơi mệt mệt xíu rồi, nói hơi nhỏ thì mong các bạn thông cảm. Đó. Giá là RAM 3GB, bộ nhớ 32, giá 2.300.000. Liên hệ sớm để đặt hàng nhá. Ok anh em. Được không ạ? Máy đẹp nhá. 0.9899%. Ok anh em. Phẩy nhá. Ok. Giá 2.300.000. Một chiếc nữa mình muốn like nốt trong ngày hôm nay, đó là một chiếc Samsung. Chiếc Samsung này là Samsung Z8 Plus đấy. Chiếc này bán cho các bạn với giá là 2.500.000. Z8 2.500.000. Hình thức liên hệ là 0966931693, 0816836789. Hình thức zin phẩy, màn thì tràn viền, máy đẹp. Đó, màn hình sáng đẹp sao thăng, không sao thăng. Ok mọi người. Túc. Cảm ơn đây nhá. Xin đẹp luôn. Xin lỗi anh em là dạo này nói hơi nhiều nên là cổ họng hơi kém, nên mong mọi người thông cảm nhá. Giá là 2.500.000. Ok mọi người ơi, giá 2.500.000. Ok. Đây là chiếc số 072 24 67. Chiếc này là 08 nhá, 08 là giá 2.500.000. Và chiếc nữa, số hai chiếc này là hôm nay về hơi ít máy, chỉ có 09 và 010 thôi. Là gần hết máy rồi. 09 và 010. Chiếc số 10 nhá. Thì hai chiếc này đều là số đều là giá 3.800.000. 3.800.000 nhá. Máy hình thức toàn là máy zin phẩy 98 đẹp rồi. Đó, màn hình này. Đây mình cầm lên mình test cho các bạn dễ. Sắp hết pin rồi. 16GB này. Đó. Ok mọi người. Máy zin đẹp đúng không ạ? Đó, video ngày hôm nay ngắn thì mong các bạn thông cảm vì mình nghỉ hàng Tết rồi. Nên là có ít hàng thôi, còn sale chủ yếu cho mọi người. Còn ăn Tết xong thì mình sẽ giảm hết cả thành lý cả lô, còn chiếc nào còn sót lại thì mong các bạn đặt hàng tiếp nhá. Đó, là giá là 3.800.000. Ok anh em. Giá là 3.800.000 anh em nhá. Rồi. Và ở trên góc tay phải của mình kia còn một ít 5C nữa và chiếc iPad. Thì đây mình còn một chiếc iPhone 6 Lock nữa. Chiếc này là video số
Chiếc này cũng là video số 10 này, xong cũng có anh em chốt xong cuối cùng cũng không lấy này. Chiếc này 6 lốc này, giá là 1.300.000. Chiếc này là số 11. 011 nhá. 011 giá bán ra là 1.300.000. Rồi ok, thì mong mọi người liên hệ sớm. Rồi ok. Chiếc nữa mình bán là chiếc này 012 này. Chiếc iPad 4 này. Giá 2.900.000. Máy zin nhá. Chiếc này giá 2.900.000. Chiếc này là 012, chiếc này là 012. Chiếc 012 này bán cho các bạn với giá là 2.900.000. Chiếc này thì chơi game nghe nhạc thì thoải mái rồi, ok, không sao anh em nhé. Đây màn hình zin đẹp đấy. iPad 4 nhé. Đó. Wi-Fi thì hơi yếu. Cái này thì Wi-Fi ở đây nó hơi yếu. Thì chiếc này mình bán cho các bạn với giá là 2.900.000 nhé. Thì mong các bạn liên hệ sớm mình để đặt hàng. Rồi ok. Máy zin phải đẹp. Đây, nó cũng không cần móp máy đâu. Hình thức thì ok, phải thôi. Ok nhé mọi người nhé. 2.900.000. Cảm ơn. Ok. Chơi game em xem YouTube thì thoải mái. Đấy, Wi-Fi đây. Wi-Fi mạng yếu. Quên mạng. Kết nối. Màn hình là 1, 2, 3, 4. Kết nối luôn. Một cột sai. 1, 2, 3, 4. Rồi ok. Đó, chiếc này mình bán cho các bạn với giá là 2.900.000. Rồi chiếc này 2.900.000 nhá. Còn một chiếc nữa ngày hôm nay, một chiếc 4S bán cho các bạn với giá là 399.000. 4S 399.000, mong các bạn đặt hàng sớm để lấy hàng nhé, hộ mình nhé. 4S là 399.000. Chỉ bán cho ai kèm ở Hà Nội thôi nhé. 399.000. Full chức năng. 399.000. 4S 399.000 nhé. 8GB, ok. Và còn mấy cháu 5C nữa. 5C đây, hôm nay còn 5 chiếc vừa mới lấy nốt. Thì chiếc này đều bán cho các bạn là 899.000. Là 900.000 đó anh em. Chỉ bán ra quanh Hà Nội nhá. Còn anh chị cô chú nào chốt nốt hộ em thì em cảm ơn. 999 899 899 899 899 và 899. Úi dồi ôi, mỏi hết cả mồm, hôm nay không biết đề về 99 không. Rồi, tất cả chiếc này còn lại mình bán cho các bạn 899 cả ca. Liên hệ sớm để đặt hàng hộ mình giúp mình. Và Đức Cun TV cũng xin rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh của Đức Cun TV. Và cũng đẩy là hôm nay nữa thì chắc là qua ngày hôm nay và ngày mai nữa là lên được tròn 5k sắp. Thì mình xin cảm ơn các bạn và đã theo dõi ủng hộ video. Và mong các bạn chờ vào đến đêm giao thừa của ngày đêm giao thừa thì chúng ta sẽ cùng cào thẻ và chúc cho nhau một năm mới an khang thịnh vượng. Mình sẽ like trực tiếp để cào thẻ cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của Đức Cun TV trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, và chúc các bạn ăn tối, ăn trưa và ăn chiều tối vào một buổi tối ăn Tết rồi. Có nhà anh em nào có điều kiện hơn một xíu thì chắc là bắt đầu ăn Tết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video của ngày mai. Ngày mai mình sẽ quay một clip mổ bò. Chắc là cứ cho là mổ bò ăn mừng 5k sắp đi. Ok, mai chúng ta sẽ cùng nổ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video sau.